Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Vinh Vlog. Thì buổi trưa ngày hôm nay là ngày 30 tháng 7, em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là chị Hồng Loan cũng có là chia sẻ một cái bài viết là thay lời muốn nói để gửi đến cái người anh này nha cô chú. Thì ngày hôm qua là người anh này cũng có là live stream nói về chị Hồng Loan và người anh này. Thì hai người con nuôi không có khác gì nhau hết cô chú anh chị. Thì sau khi mà người anh này lên tiếng nói như vậy là buổi sáng ngày hôm nay, chị Hồng Loan cũng tiếp tục là đăng tải một cái bài viết là nói về người anh này. Thì cái bài viết với cái nội dung là như sau. Em cũng xin phép là được đọc để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn xin chị Loan được nghe nha. Thay lời muốn nói, gửi anh người được ba em nhận là con nuôi trong nghề. Anh viết xăm tuốt như vậy, vậy anh giải thích cho em được khai sáng. Anh giải thích thế nào về chuyện anh gọi cho Bảy Màu để nói xấu chị Ni, đến nỗi Bảy Màu ghi âm bóc phốt anh. Và ai đã từng ra đỡ làn sóng phẫn nộ của khán giả để anh được bình yên với nghề. Anh giải thích thế nào khi bận xà nẹo bên Bông Hậu để Bông Hậu đánh vào cái cần câu cơm của em mà anh biết tại sao anh im lặng. Vậy anh giải thích thế nào về những tin nhắn em chỉ muốn nói câu chuyện trong phạm vi anh em mình nhưng anh im lặng. Vậy anh giải thích đi, khi chính anh đưa chị Ni vào giúp em nhưng anh lại bêu xấu chị ấy với người khác. Khi chị hết lòng với gia đình em, và anh cũng giải thích cho em biết khi chị Ni và chị Ngọc lo lắng chuyện pháp lý cho em, nhưng anh hoàn toàn im lặng. Và nhân thể anh cũng giải thích cho em vụ 4MV anh và em vay để đăng lên kênh của anh. Anh thu tiền rồi giờ anh xóa. Em xin cảm ơn anh vì anh đã đăng những lời khen em, gọi anh. Anh hai ơi, vì sao anh có biết không? Dù em được chị Ni lo lắng, nhưng em vì muốn giữ chút thể diện cho anh, em muốn tôn trọng anh và để cho anh khỏi mặc cảm vì mang tiếng là anh mà không giúp gì được cho em, còn làm em đau thêm. Em cảm ơn anh vì anh đã nói em và anh đều là đứa con nuôi. Vì cho dù em là con nuôi trên danh nghĩa thì cả cộng đồng mạng đều biết. Em mong anh lên đài truyền hình nói 1000 lần em là con nuôi của ba em đi anh. Anh nói thân phận của em và anh giống nhau ư? Thưa anh, khác chứ. Vì ba em đã từng lên sân khấu trả lời khán giả ba em chỉ có một đứa con là em, còn anh chỉ là con cháu trong nghề. Điều đơn giản vậy mà anh, người của công chúng và có tuổi đời đắng, em phải gọi là chú mà anh không hiểu sao. Và một điều quan trọng nữa, thân phận của em và anh có giống nhau không? Vì em có tên trong hộ khẩu của ba em là con của chủ hộ, còn anh thì không. Cuối cùng, trước đây em chỉ là đứa bán cá, nhưng em được ba Võ Văn Ngon dạy phải sống trung thực, không được sống hai mặt và không được đâm sau lưng người khác. Và em tự hào, em còn hơn kẻ mang danh nghĩa nghệ sĩ. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết rất là dài của chị Hồng Loan, thì cũng chia sẻ là cách đây là 1 giờ đồng hồ nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ cô chú anh chị phải nói rằng là một khi mà ly nước đã tràn rồi đó cô chú, là chị Hồng Loan cũng sẽ không có rơi nước mắt nữa vì những cái con người mà không đáng nha cô chú. Đó thì cái bài viết vừa rồi cô chú anh chị là chị Hồng Loan cũng lên tiếng là nói thẳng cái người anh này, cũng kêu thẳng luôn là một người hai mặt. Đó, hiện tại bây giờ là cũng đã là lộ rõ ra hết rồi cô chú anh chị. Thì theo như em được biết cô chú, thì cái người anh này cũng đến bên cạnh với chị Hồng Loan là cũng mang cái danh nghĩa là một người anh,
rồi nói rằng sẽ bảo vợ người em của mình, nhưng mà thực chất cô chú anh chị chỉ là lợi dụng chị Hồng Loan trong cái lúc mà chị Hồng Loan được tất cả cô chú anh chị và các bạn ở trên cộng đồng mạng là yêu thương, cho nên là anh này lợi dụng đỡ là nhờ chị Hồng Loan là bán giùm cái mỹ phẩm của cái anh này nha cô chú. Mà chẳng những là cái chuyện đó không đâu cô chú anh chị, đó thì sau khi á mà chị Hồng Loan được tất cả mọi người yêu thương, mua hàng rất là nhiều, thì cái anh này á là anh cũng nảy sinh với cái lòng tham là anh ganh tị nha cô chú. Đó thì hiện tại bây giờ á là anh này cũng đã là đứng về bên phía bên cô Sáu rồi cô chú anh chị, là bắt đầu đưa những cái thông tin cho cái nhóm vay xe á, là lên chửi mắng chị Hồng Loan và chị Hồng Ni rất là nhiều luôn. Thì vừa rồi là em cũng có là đăng tải một cái video để chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị yêu thương chị Loan được biết á, là chị Ni hiện tại bây giờ là rất là bức xúc về cái câu chuyện của người anh này nha cô chú. Đó thì chị Ni cũng lên tiếng nhiều khi á, mà chị Ni cũng muốn rời khỏi cái drama này luôn á cô chú anh chị. Tại vì sao? Tại vì á là chị Ni đến với chị Hồng Loan á là đến với cái tấm lòng chứ không có lợi dụng gì hết nha cô chú. Đó, nghĩ sao chị Ni đến với chị Hồng Loan là hiện tại bây giờ cũng gần kết thúc cái drama rồi cô chú anh chị, nhưng mà có những cái thành phần không tốt này nó lại lên nó đá kích để cho là nó nhằm mục đích là cho chị Hồng Ni phải là rời khỏi cái drama này để một mình chị Hồng Loan ở lại á, là sẽ không có thể nào mà chịu nói với lại là cái bên phía bên nhóm cô Sáu nha cô chú. Thì tối đêm qua cô chú anh chị phải nói rằng á, là hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều những cái kênh YouTube á, mà quay xe rồi thì nó cũng lấy cái câu chuyện mà của người anh này livestream á là bắt đầu nó lên nó chửi chị Hồng Loan tan nát luôn cô chú. Đó thì chị Hồng Loan cũng đâu có làm những cái câu chuyện gì để xúc phạm đến cái người anh này đâu cô chú. Đó, chị Hồng Loan rồi cũng đi quay MV chung với người anh này, nhưng mà những cái MV đó thì người anh này cũng đăng tải lên cái kênh YouTube của người anh này để chuộc lợi, để kiếm tiền rồi kiếm view. Rồi cuối cùng sau khi mà cái câu chuyện xích mích nó xảy ra cô chú, là người anh này cũng gạt bỏ những cái MV đó đi hết cô chú, xóa đi hết. Đó, nghĩ sao á cô chú anh chị, mình là một người anh mà mình lại chơi người em mình như vậy là thấy không được cô chú, mà mang một cái danh nghĩa là một người nghệ sĩ ưu tú nữa cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ cô chú thì tất cả ở trên cộng đồng mạng á, ai mà yêu thương chị Hồng Loan á cô chú anh chị là đều lo lắng và đều comment nói rằng á là Ni ơi đừng nên bỏ Hồng Loan vào lúc này cô chú. Đó, chị Hồng Loan hiện tại bây giờ là rất là tội nghiệp luôn, nhìn là rất là buồn luôn cô chú anh chị. Đó cô chú ơi, thì buổi trưa ngày hôm nay là em cũng tiếp tục có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật cái thông tin vừa rồi gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ là chị Hồng Loan cũng đã là lên tiếng mạnh mẽ rồi nha cô chú. Dạ thôi giờ em xin phép là kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.